Hello cả nhà. Các bạn ơi, tiệm hôm nay về một bé mèo anh lông ngắn, màu xám xanh, chân lùn sát cho mọi người nha. Form siêu đẹp luôn mọi người ạ. Bao đẹp bao phê luôn nha mọi người nha. Chân to như gấu, đuôi như đuôi chồn luôn. Thật sự là quá đẹp. Em ơi, mọi người nhìn nè. Trời ơi, nhìn cái chân ngắn nha mọi người nha. Mép dày, mắt màu vàng đồng mà to tròn nha. Nhìn phê lắm mọi người ạ. Mọi người nhìn thấy chân ngắn tụn chưa? Đuôi mọi người nè, đuôi chồn nha mọi người nha. Mà trộm vía là em ấy rất là nhanh nhẹn và hoạt bát mọi người ạ. Không hề nhát một chút nào luôn. Ôi đỉnh chóp thật đấy mọi người ơi. Mọi người nhìn thấy đuôi này. Đuôi vừa to vừa ngắn, chân vừa lùn vừa to. Thật sự phê luôn các bạn ạ. Trời ơi, bọn chân ngắn là nhìn dễ thương mà ở ngoài á, cưng hơn nhiều lắm luôn ý. Em ơi. Em ơi. Phê thế nhở? Ôi nhìn phê thế, đẹp thế nhở? Lông phê lắm mọi người, lông dày sát luôn nhá, lông dày ngắn sát, rất là mượt và mịn. Mà nhìn thấy không ạ? Ôi xinh quá con ơi. Mọi người ơi, chỉ có 7 triệu thôi là mọi người mua ngay được một em mèo anh xám xanh, chân lùn sát nha mọi người nha, mắt tròn to. Em ơi, ôi nhìn phê thế nhở? Xem nào mà muốn đón bé thì liên hệ với tiệm chúng mình ngay nha mọi người nha. Mèo đẹp, cá mềm, trời ơi chân ngắn dễ thương lắm luôn ý. Các bạn ơi, mình kết thúc video của bé đây nha. Hẹn cả nhà những video lần sau nha. Bye bye.